Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: Tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha thứ tư ngày 28 tháng 2. Đức Thánh Cha Francisco cảnh báo về sự chay giả hình trong mùa chay. Đức Thánh Cha dự phiên họp đầu tiên trong năm 2018 của Hội đồng Hồng Y Tư Vấn. Đức Thánh Cha khuyến khích các nghệ sĩ quốc tế. Tuyết rơi phủ kín thành Vatican hôm 26 tháng 2. Các giám mục Đức Quốc cho những người phối ngẫu tin lành được rước lễ trong hoàn cảnh đặc biệt. Nữ tu Tây Ban Nha được cử làm tổng thư ký bộ đời sống tận hiến. Đóng cửa đền thờ Thánh Mộ tại Jerusalem để phản đối chính quyền Do Thái công giáo nam hàn tranh đấu chống hợp pháp hóa phá thai giới thiệu thánh ca trở về sau đây là phần tin chi tiết chung với Đức Thánh Cha thứ tư ngày 28 tháng 2, phục vụ Thánh Thể dạy chúng ta tinh thần tu đức, hiến dâng chính mình và toàn cuộc sống với các vui buồn khổ đau mệt nhọc cho Thiên Chúa, noi gương cuộc hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Đức Thánh Cha đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần hôm 28 tháng 2 trong Đại Thánh Đường Phaolô thứ sáu. Có mấy ngàn tín hữu khác không tìm ra chỗ đã theo dõi buổi tiếp kiến qua truyền hình trong đền thờ Thánh Phaero. Tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói. Tiếp theo phụng vụ lời Chúa mà tôi đã dừng lại trong các bài giáo lý trước là phần khác của Thánh lễ. Đó là phụng vụ Thánh thể. Ngài giải thích ý nghĩa phần này như sau. Trong phụng vụ Thánh thể, qua các dấu chỉ, giáo hội liên tục làm cho hy tế của giao ước mới đã được đóng ấn bởi Chúa Giêsu trên thập giá hiện diện. Đó đã là bàn thờ Kitô đầu tiên, bàn thờ của thập giá, nơi hiến tế đầu tiên đã được cử hành. Trong thánh lễ, vị linh mục diễn tả Chúa Kitô hoàn thành điều mà chính Chúa đã làm và tin thác cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ngài cầm lấy bánh và chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói, các con hãy cầm lấy, hãy ăn, này là mình thầy, hãy uống, này là chén máu thầy, hãy làm việc này để nhớ đến thầy. Vâng lệnh truyền của Chúa Giêsu, giáo hội đã xếp đặt phụng vụ thánh thể vào các lúc tương đương với các lời và các cử chỉ Chúa đã hoàn thành buổi chiều trước cuộc hồn nạn. Như thế, đây là việc chuẩn bị của lễ bánh và rượu đem lên bàn thờ, nghĩa là các yếu tố mà Chúa Kitô đã cầm lấy trong tay Ngài. Trong lời nguyện thánh thể, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc và các của lễ trở thành mình và máu Chúa Kitô. Tiếp theo là việc bẻ bánh và hiệp lễ. Qua đó, chúng ta sống trở lại kinh nghiệm của các tông đồ đã nhận lấy các lễ vật thánh tế từ chính tay của Chúa Kitô. Dân Thiên Chúa mang lễ vật bánh và rượu, lễ vật vĩ đại cho thánh lễ, nghĩa là trung tâm của thánh lễ là bàn thờ và bàn thờ là Chúa Kitô. Cần phải luôn luôn nhìn bàn thờ là trung tâm của thánh lễ. Như vậy trong hoa quả của trái đất và lao công của con người được dâng lên dấn thân của các tín hữu vâng lời Chúa dạy biến chính mình thành hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa Cha toàn năng cho thiện ích của toàn giáo hội. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kênh lạy cha và phép lành tòa thánh. Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Đức Thánh Cha Francisco cảnh báo về giữ chay giả hình trong mùa chay. Tin Vatican Trong thánh lễ vào sáng thứ Sáu vừa qua tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy coi chừng điều mà Ngài gọi là giữ chay giả hình. Khi giữ chay, một người tín hữu đích thực phải kiên tâm bền trí, không được khoe mẽ, không bao giờ được lên mặt coi kinh khẻ khác, hay là cãi vã gây nên bất đồng cảnh báo về hành vi không phù hợp với tinh thần chay tịnh. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu đừng giả vờ đạo đức trong việc giữ chay. Ngài nói rằng, giữ chay hãm mình là những việc cần làm trong mùa chay, nhưng nếu con không thể thực hiện một cuộc giữ chay hoàn diện được, vì việc ấy làm con quá đói, thì con vẫn có thể giữ chay với lòng khiêm nhường và quyết tâm. Đức Thánh Cha giải thích rằng giữ chay là tự lột bỏ niềm tự hào kiêu hãnh của mình khi chúng ta cảm tạ chúa mà lại cùng lúc khinh chê và cắt bớt tiền lương của những người làm công cho mình để buộc họ phải sống trong nghèo đói là không phù hợp và không theo đường lối của chúa chúng ta không thể một tay đi với chúa và tay kia đi với ma quỷ được đức thánh cha cũng cảnh báo mọi người coi chừng rơi vào cám dỗ qua việc chứng tỏ mình giữ chay bằng cách làm những điều khác thường cho người ta thấy là mình đang giữ chay đang ăn năn sám hối đây là sự phỉnh gạt và chỉ là đạo đức giả vờ mà thôi ngài nói rằng chúng ta phải giấu kín việc giữ chay bằng một nụ cười đừng cho người khác biết là mình đang thực hiện việc ăn năn sám hối ngay cả khi chúng ta giữ chay bằng cách giúp đỡ người khác chúng ta cũng cần phải làm điều đó với một nụ cười sau cùng đức thánh cha khuyến khích các kỳ tô hữu hãy giữ chay với sự bền vững ngài nói chúng ta cần thực hành ăn năn cảm thấy đói một chút cầu nguyện nhiều hơn trong mùa chay và xét mình về cách đối xử với tha nhân chúng ta cần xem việc giữ chay của mình có giúp đỡ được người khác không nếu không thì việc giữ chay là giả hình nó đưa chúng ta tới lối sống hai mặt chỉ giả vờ là kỳ tô hữu thôi giống như những người biệt phái và ký lục. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu xin ơn bền vững. Nếu con không thể làm được một điều gì đó, thì con đừng làm. Con chỉ nên làm những điều mà con có thể làm được với sự bền vững của một người kỳ tâu hữu đích thực. Đức Thánh Cha dự phiên họp đầu tiên trong năm 2018 của Hội đồng Hồng Y Tư Vấn. Tin Vatican, theo ấn định của khóa họp trước, hôm thứ Hai ngày 26 tháng 2 2018, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã khai mạc khóa họp thứ 23 tại Vatican và kết thúc vào thứ Tư ngày 28 tháng 2. Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự khóa họp đầu tiên này trong năm 2018 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn để tiếp tục xem xét cuộc cải tổ giáo triều Roma, đặc biệt tập trú vào các khu cơ quan chính của giáo triều. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây dành cho Vatican News, đức giám mục Marcello Semerano, thư ký hội đồng hồng y tư vấn, cho biết khóa họp này sẽ tiếp tục giai đoạn cuối cùng trong việc xem xét những cơ quan chính của giáo triều. Đức cha cho biết thêm rằng thực sự sẽ có cải tổ về mặt tổ chức và thay đổi về cấu trúc, nhưng sự thay đổi trước hết cần phải làm và làm thường xuyên là thay đổi não trạng. Đức Cha nói rằng những cải tổ này nhằm mục đích diễn tả sự hài hòa với những gì Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, sau đó là đặt mình vào khuôn mẫu của hoạt động truyền giáo, loan báo phúc âm dưới ánh sáng của điều mà tất cả những tổ chức và thể chế khác đang phải đối mặt. Hội đồng Hồng Y Tư vấn được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2013 để giúp Đức Giáo hoàng Francisco trong việc quản trị giáo hội hoàn vũ và duyệt lại tông hiến pastor bonus về tổ chức giáo triều Roma. Khóa họp đầu tiên của hội đồng nhóm họp vào tháng 10 năm 2013. Khóa họp thứ 22, tức là khóa họp trước đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017. Đức thánh cha khuyến khích các nghệ sĩ quốc tế tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các nghệ sĩ tận dụng tài năng Chúa Ban để phục vụ vẻ đẹp của phẩm chất cuộc sống con người. Sự hòa hợp của họ với môi trường gặp gỡ và tương trợ nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24 tháng 2 năm 2018 dành cho 40 tham dự viên hội nghị của tổ chức phục vụ thẩm mỹ, một tổ chức được thành lập cách đây 6 năm để bắt một nhịp cầu giữa các nghệ sĩ và Thiên Chúa, giúp họ trở thành những chứng nhân về vẻ đẹp của Chúa. Thành phần của tổ chức này gồm các nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư hoặc điện ảnh gia, nhà điêu khắc, tài tử và vũ viên. Tổ chức này xoay quanh năm cột trụ chính là cầu nguyện, làm chứng tá, huấn luyện, liên đới, kiến tạo, nhà nghệ sĩ và các biến cố ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nghệ thuật và Ngài nói, những hồng ân mà anh chị em đã nhận cũng là một trách nhiệm và là một sứ vụ đối với mỗi người trong anh chị em. Thực vậy, anh chị em được yêu cầu làm việc mà không để cho mình bị thống trị vì sự tìm kiếm hư danh hoặc nổi tiếng dễ dàng. Và càng không phải vì tính toán nhỏ nhen cho tư lợi qua những năng khiếu và kiến múc nơi các nguồn mạch của linh đạo Kitô, anh chị em được kêu gọi đề nghị một cách thức khác để hiểu phẩm chất cuộc sống và khích lệ một lối sống theo tinh thần ngôn sứ, chiêm niệm, có khả năng vui mừng, sâu đậm. Trong những ngày này, các nghệ sĩ quốc tế dưới sự hướng dẫn của đức cha Robert Legault, người Pháp, đang tham dự hội nghị ở Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 2, 2018. Tuyết rơi phủ kín thành Vatican hôm 26 tháng 2. Tin Vatican, thành phố vĩnh cựu Vatican, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết phủ kín khắp đền thờ Thánh Phe-rô, vườn thượng ngoạn Vatican, quảng trường Thánh Phe-rô và toàn thành Roma. Người Roma thức dậy vào sáng nay rất ngạc nhiên thấy tuyết rơi lần đầu tiên trong 6 năm các nhà thời tiết cho biết, gió lạnh từ Siberia, hay còn được gọi là con thú từ phương Đông, đã di chuyển khắp vùng châu Âu và đang gây ra một đợt lạnh bao trùm khắp nơi. Du khách và người hành hương cũng như dân thành Roma đã lấy tuyết ném nhau và hân hoan được chụp hình trước các vương cung thánh đường và những dinh thự, những điểm mốc nổi tiếng được bao trùm bằng màu trắng. Vài nơi, các thanh niên đã làm những người tuyết với môi son cho tay cầm bàn chải. Hôm nay, các trường học ở Roma cũng đóng cửa và học sinh được nghỉ học. Lần cuối cùng tuyết rơi ở Roma là vào tháng 2 năm 2012. Hôm thứ hai vừa qua, nhiệt độ ở Roma đã nhanh chóng giảm xuống 32 độ Fahrenheit, tức là 0 độ Celsius, chúng ta thường gọi là độ C. Mức độ cao trung bình ở Roma vào tháng 2 thường là khoảng 55 độ Fahrenheit, tức là 13 độ C. Về độ dày của tuyết, thành phố thủ đô đã nhìn thấy 4 inches và nhiệt độ là 21 độ Fahrenheit, tức là 6 độ C. Thời tiết lạnh sẽ kéo dài đến thứ tư, nhưng tuyết sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Các giám mục Đức cho những người phôi ngẫu tin lành được rước lễ trong các hoàn cảnh nhất định. Tin Đức Quốc Các giám mục Đức nói rằng các ngài đã bỏ phiếu đa số áp đảo để ủng hộ một hướng dẫn cho phép người tin lành là người phối ngẫu của một người công giáo có thể được rước lễ với những điều kiện nhất định các giám mục đồng ý rằng một người trong trường hợp như thế có thể được rước lễ sau khi đã tự vấn lương tâm nghiêm túc với một linh mục hay một nhân viên mục vụ có trách nhiệm họ cũng phải khẳng định đức tin của giáo hội công giáo và muốn chấm dứt những đau khổ tinh thần nghiêm trọng vì lòng khao khát thánh thể. Đức Hồng Hy Ron Hockmark cho biết rằng đã có một cuộc tranh luận kịch liệt về vấn đề này, trong đó các mối quan tâm nghiêm trọng đã được nêu ra. Các giám mục đã không chấp thuận điều này như một luật chung, và theo Đức Hồng Y. Mark, hướng dẫn này chỉ nhắm đến các tình huống cụ thể. Ngài nói, chúng tôi không muốn thay đổi bất cứ tín lý nào theo bộ giáo luật công giáo trong trường hợp nguy tử hoặc nếu theo sự nhận định của giám mục giáo phận hay của hội đồng giám mục có một nhu cầu quan trọng khác thúc bách các thừa tác viên công giáo có thể ban các bí tích trên một cách hợp lệ cho cả những kỳ tô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo khi họ không thể đến được với một thừa tác viên của cộng đoàn mình và khi họ tự ý xin điều đó miễn là họ biểu lộ đức tin công giáo về các bí tích ấy và miễn là họ đã được chuẩn bị đầy đủ. Đức Hồng Y. Mark cũng cho biết, tài liệu vừa được thông qua này không nhằm để kêu gọi những người tin lành được cho đức lễ, cải đạo sang công giáo. Ngài nói thêm rằng, việc cho hiệp thông thánh thể như thế còn tùy thuộc quyết định của đấng bản quyền địa. Một nữ tu được cử làm tổng thư ký Bộ Đời Sống Tận Hiến Tin Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một nữ tu người Tây Ban Nha là một nhà truyền giáo ở Hàn Quốc vào một chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2, Tòa Thánh đã công bố việc bổ nhiệm nữ tu Carmen Frosnotes, một thành viên của dòng Đức Mẹ An Ủi, làm tân tổng thư ký Bộ Đời Sống Tận Hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Sir Carmen Frosnotes chào đời tại một vùng ở Tây Nam Tây Ban Nha vào ngày 20 tháng 12 năm 1953. Sơ đạt được nhiều bằng cấp về thần học, sư phạm giáo lý và nhân văn, và đã nhận bằng tiến sĩ thần học chuyên về thánh mẫu học tại Roma năm 1985. Sơ Carmen khấn trọn đời năm 1986 và phục vụ nhà dòng dưới nhiều công việc khác nhau, bao gồm việc đi truyền giáo ở Hàn Quốc năm 1992, Sơ được tuyển làm một viên chức của Bộ Đời Sống Tận Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ. Sơ cũng từng giảng dạy tại Studium là một trường thần học và luật học của Bộ. Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Đời Sống Tận Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ có một phụ nữ làm tổng thư ký. Năm 2004, Đức Joan Paulo Đệ Nhì đã bổ nhiệm một nữ tu làm tổng thư ký của Bộ này. Theo số liệu thống kê do Tòa Thánh công bố vào tháng 4 năm 2017, Giáo hội Công giáo có hơn 670.000 phụ nữ sống đời tận hiến. Đóng cửa Đền thờ Thánh Mộ để phản đối chính quyền Do Thái, tin Thánh địa Jerusalem. Các cánh cửa của Đền thờ Thánh Mộ tại Jerusalem đã bị đất khóa lại kể từ hôm Chủ nhật để phản đối một chiến dịch sát nhiễu có hệ thống, chống lại các giáo hội và các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa và vi phạm thô bạo thỏa ước nguyên trạng. Hôm Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua, thông báo của các nhà lãnh đạo của ba giáo hội chịu trách nhiệm coi sóc đền thờ Thánh Mộ đã được dán phía trước lối vào đền thờ, nay đã bị niêm phong. Ba vị lãnh đạo Kitô giáo gồm có Đức Thượng Phụ Nuran Manojian của giáo hội Armenia Tông Truyền, Đức Thượng Phụ Theophilo Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp và cha Francesco Patton là bề trên dòng Francisco quản thủ Thánh Địa. Cáo buộc chính quyền Israel đã tấn công sách nhiễu các giáo hội Kitô giáo tại đây đến một mức độ chưa từng có. Một trong những lý do của cuộc phản kháng này là việc áp đặt thuế địa phương của thành phố Jerusalem, gọi là thuế Anona, theo các thỏa thuận giữa cộng đồng kitô hữu và các cơ quan dân sự israel các xã hội được miễn nộp thuế nhưng mới đây thị trưởng thành phố buộc các cơ sở của các giáo hội phải đóng thuế địa phương trong lúc họ đang phải đầu tư hàng tỷ mỹ kim vào việc xây dựng trường học bệnh viện và nhà cửa nhiều cơ sở trong số này dành cho người cao tuổi và những người gặp khó khăn các nhà lãnh đạo của ba tôn giáo đã tố cáo chính quyền Do Thái đã ban hành các lệnh tịch thu tài sản, các tài nguyên và tài khoản ngân hàng của các giáo hội để trừ vào các khoản thế cũng như các thứ tiền phạt vì không chịu đóng thuế cho thành phố do chính quyền thành phố Jerusalem đưa ra trong những ngày gần đây. Ngoài ra, thông cáo cũng tố cáo một dự luật đang được đề xuất cho phép việc quốc hữu hóa các vùng đất của các giáo hội mà các ngài gọi là một hành vi phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc. Các nhà lãnh đạo các giáo hội nhấn mạnh, chúng tôi thống nhất, vững vàng và kiên quyết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi. Trước sự phản đối mạnh mẽ này, hôm thứ Tư 28 tháng 2, nhà thờ Mồ Thánh đã được mở cửa lại sau khi Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu ra thông báo cho biết một đội ngũ chuyên nghiệp sẽ được bổ nhiệm để giải quyết tranh chấp về tài chính. Công giáo Nam Hàn tranh đấu chống hợp pháp hóa phá thai Tin Nam Hàn Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã thu thập hơn một triệu rưỡi chữ ký trong thư kiến nghị về luật cấm phá thai tại nước này. Khi Nam Hàn tiếp tục hiện đại hóa và số các bà mẹ đơn thân đang gia tăng, đã có nhiều lời kêu gọi hợp pháp phá thai, điều mà giáo hội phản đối. Cha Remigius Lee Dong-ik, thư ký Ủy ban sinh học thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói, chiến dịch thu thập chữ ký được tổ chức một cách tình nguyện và nó như là một cơ hội để truyền bá giáo huấn của giáo hội. Ủy ban sinh học này đã tổ chức một thánh lễ ở nhà thờ chính tòa ở thủ đô Hán Thành vào ngày 12 tháng 2 vừa qua và đã trình bày thư kiến nghị có 1 triệu 5 ngàn chữ ký. Chiến dịch được bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 12. Đức Hồng Y Ji Yong, chủ sự thánh lễ nói rằng, chiến dịch này cho thấy giáo hội thất vọng biết bao, đang khi muốn hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ mọi hình thức của sự sống. Đức Hồng Y nói thêm, ngay cả một bào thai cũng là một phản chiếu của Thiên Chúa và là một công dân trong xã hội chúng ta và một sự sống cần được tôn trọng. Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hy Yong hiện là Chủ tịch Ủy ban Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói, Tôi hy vọng chiến dịch được sử dụng như một công cụ để truyền bá ý tưởng là chúng ta phải tôn trọng sự sống. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi kết thúc chương trình Thời sự Giáo hội và Thế giới hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca mang tựa đề Trở về của Linh Mục Mạnh Hùng. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Như Ý. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức chân trở về trở về với cha lòng con muốn khóc khóc cho những ngày qua một lần đi xa con đã xuôi theo tất cả nay con trở về lỗi tội tan nát cõi lòng

đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đi tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.